anh thấy lạnh quá. Mà cũng hên đó nha, có cái áo mới á, tự nhiên nghe nó ấm liền. Trời ơi, nói mới để ý nha, sao tự nhiên nay đi làm mà anh thuê đồ vét mặc chi vậy? Anh không bao giờ mặc đồ thuê, mặc đồ mướn em. Mua. Mua? Ừ. Nhiều. Nội cái tiền size lít không á, là hết 150 rưỡi rồi đó. Cái áo không là 150 rưỡi, áo trong là 500 rưỡi, cái quần là 900 rưỡi. Trời ơi sao? Nói giá nào mua giá đó, không trả giá. Cái gì? Trời ơi, anh em với nhau không à? Trúng số rồi nói anh em mừng chứ làm gì giấu. Nghĩ sao trúng số? Chứ không trúng số sao mà tự nhiên có tiền là... Có tin nhắn. Để gọi lại cho Mai cái nha. Phải để tên này không thấy, phải để tên này mới thấy. Alo, Sơn dặn nè, Mai không cần mặt đẹp, vì Sơn thích lôi thôi. Da Mai dằn vòng tay rộng, tra tấn Mai bằng đôi môi. Ở nhà ăn ngủ nghỉ, chờ Sơn qua đón mình đi sắm đồ, sắm đạp, chơi. Ờ vậy ha. Rồi. Thằng sao anh chỉ em coi sao tự nhiên mà anh giàu lên. Anh đi sàn. Sàn nhảy hả? Thì sàn mấy cái chỗ mà quẩy đâu đó. Em cùng có Phương em nói cái gì vậy? Tự nhiên em nói sàn nhảy gì đây? Anh nói sàn ở đây có nghĩa là tiền ảo đó, hiểu chưa? Đầu tư tiền ảo, cơ hội sinh lời, cấp số nhân. Cái gì mà từ hồi sáng tới bây giờ đăng nhập vô không được. Mới đăng ký 5.000 từ 3G mà. Kỳ vậy ta. Nghe máy đi. Alo, Long hả bạn? Bạn ơi, sao hồi sáng giờ mình đăng nhập vô cái tài khoản của mình không được bạn? Nghỉ đi mày ơi, bị sập rồi. Cái gì? Bạn nói sập là sập cái gì? Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai bây giờ. Vậy nha. Ê mà khoan đã. Bạn nói vậy là sao? Vậy còn cái tiền của mình sao? Mất chứ sao, dám chơi thì dám chịu thôi. Vậy nha. Cái gì? Trời ơi, bạn biết mình bỏ bao nhiêu tiền vô trong đó không? Trời ơi, mình bỏ biết bao nhiêu tiền vô tài khoản đó không? Coi lượng thứ lượng trên đời tuy không mong xảy ra, nhưng mà lại tuyệt vời thế như giấc mơ mà.